tận tình để nguyện phục vụ mọi anh em mình. Yêu thương, yêu thương, đi khắp muôn phương không gian phân biệt lương giáo thương tình. Hy sinh, đặc biệt hy sinh mỗi năm quay kinh nguyện phục vụ tận tình. Vì người nghèo đoàn ta cất tiếng hát ngàn nơi, chỉ vì người nghèo ngàn gian nguy ta có nề chi. Vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ, yêu thương hy sinh phục vụ, yêu thương hy sinh phục vụ. Vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ, yêu thương hy sinh phục vụ, yêu thương hy sinh phục vụ. À, với Nguyễn Thanh, thiếu trò Nguyễn Thanh, còn bị hát xuân. À, đủ chưa? Yêu thương, dạ, em xin cảm ơn. Thì ngày hôm nay chương trình của chúng ta sẽ đi về xuôi về miền Tây, thưa quý vị, để mang những cái tình yêu thương, những món quà mà Linh Mục Nguyễn Sang cũng như là quý thành viên hay là ân nhân trong nước cũng như hải ngoại để chia sẻ một phần nỗi đau, những cái khó nghèo cho những người kém may mắn. Và ngày hôm nay trên chuyến xe của chúng ta đi sẽ rất là nhiều niềm vui, thưa quý vị. Thứ nhất là con cũng xin thay mặt cho nhà xe, đó là bác Tài, tài xế Cường cũng như là em phụ xế đây sẽ là người mà đưa chúng ta đi trong bình an của Chúa và mẹ. Chính vì vậy chúng ta chào bác Tài Cường cũng em phụ xế bằng một tràng pháo tay để phục vụ cho chuyến đi ngày hôm nay. Dạ, con xin cảm ơn tất cả tình của chúng ta đó. Thì trước khi giới thiệu chương trình về chương trình đến nơi cứu trợ đó, thì con cũng xin thưa là đúng lý ra ngày hôm nay, sáng nay thì cha Linh Hướng, Linh Mục Nguyễn Sang sẽ đồng hành vào buổi sáng sớm này để cùng với đoàn thành viên tất cả chúng ta như trong một gia đình để đi trên chiếc xe này. Nhưng mà vì quý vị biết ngày hôm nay thì có một cái trục trặc nho nhỏ, đó là vì cha phó là người phụ tá công việc của cha tại giáo xứ Ba Dòng á, thì hôm nay cha lại đi dắt đoàn của ban mục vụ đi về hành hương tại cha Búa Diệp. Chính vì vậy không ai dâng lễ nhà thờ thì có hai ông cha mà bỏ đi hết thì không được, thưa quý vị, vì cái trách nhiệm cho giáo hội cũng như là công việc giáo xứ mục vụ, cha phải chia thời gian rất là quý báu để mà dành cái thời gian mang yêu thương. Chính vì vậy ngày hôm nay cha phải ở tại giáo xứ để dâng lễ lúc 4-5 giờ sáng. Thì đoàn mình sẽ có một cái niềm vui, trước nhất là sẽ được tham quan nhà thờ Ba Dòng. Bởi vì ngày hôm nay con thấy trên chuyến xe của chúng ta rất là nhiều thành viên dễ thương ha. Một lát đây con xin phép được Phương Mộc là một ca sĩ, thì coi như trong làng văn nghệ thì cái tên cũng không có lớn, không phải là một diva, nhưng mà cũng có tên, cũng là một người đã hát mấy chục năm và cũng có một số khán giả riêng của mình. Thì cũng như quý vị đã thấy, những ca sĩ khác đi đến với chương trình này thì đa số mấy chị chỉ đến hát những chương trình thôi.
tay, bàn tay chia sẻ áo cơm, bàn tay phân phát niềm tin, bàn tay xây đắp hòa bình, bàn tay xoa dịu vết thương. Bàn tay em nắm ngón cừu sa, bàn tay anh nắm ngón đăm đà, bàn tay em mềm mại thiết tha, đem bác ngay dòng tình bao la. Bàn tay anh rắn chắc tinh hoa, hay công bằng dòng lương thứ tha. Sau một thời gian chúng ta sẽ đi thắp quà. Thời gian để chúng ta ăn cơm tại nhà mời đó. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển. Chúng ta phải thưởng thức. Ai có thức ăn mang theo thì chúng ta dùng còn có. Thì một lát sẽ tiếp với cả mình chơi. Chúng ta có thể chuẩn bị gói gì hay là chúng ta cũng mua cơm gì đó. Đi tập kinh nha. Có thể tranh thủ thời gian để chúng ta cùng chúng ta đi đến nhiều cầu nguyện. Chúng ta đọc kinh chúng ta ra xem. Xin cha và con và thánh thần, lạy Chúa, chúc con tạ ơn Chúa đã ban cho con ngày mới. Và hôm nay xin được con sống trọn vẹn. Một ngày mà Chúa đã ban cho con đó là khi đồng bạc qua thủ đô của Chúa đã xem công cụ tôn giáo của chúng con. Chúng con muốn lấy cuộc đời của những người thân của chúng con. Cứ như thế, các cánh đồng thân xót này và bí mật đối với chúng con. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đem cha và sang mưa cha chủ nghĩa vì cha ngày kia cũng như trên trời. Công việc của con đó là cô giáo xứ lo cho người nghèo. Đặc biệt đây là một cái nhà mà 4 năm qua nó rất là nặng gánh với con. Cái này là trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo. Chúng ta đang đứng trên cái mảnh đất này là
gọi là mảnh đất của các thánh tư đạo đã đổ máu ra tại nơi đây. Nơi đây có tượng cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, quê ngài ở Gò Vấp vào năm 1861, cùng với 27 giáo dân tại nơi đây đã bị bắt đạo, bắt các ngài bước qua thập giá. Cũng vì yêu mến Chúa, đức tin mạnh mẽ, các ngài đã bất chấp những cái điều đó, cho nên cuối cùng đã bị chết với án tử, đó là bị chém đầu. Cho nên đức tổng giám mục bây giờ đó là đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, ngày xưa ngài ở đây thì ngài đã chọn nơi đây là trung tâm hành hương cả giáo phận. Cho nên một năm tất cả các cha cũng như giáo dân từ khắp nơi kéo về đây để mà hành hương. Cho nên đến đây thì phải có chỗ nghỉ ngơi, chỗ cầu nguyện. Cho nên cái trung tâm này đã được xây lên và dự kiến sẽ khánh thành vào cuối tháng 11 này. Và đăng ký bên trong, hy vọng là sau tháng 11 chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ có nơi sinh hoạt, có nơi ăn ở, nghỉ ngơi nơi đàng hoàng, và chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta cầu nguyện. Đó là một mơ trong tay con san sẻ cho người cùng khốn, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm đường tình người, tình bác ấy không mờ phai. Người già yêu cô cằn tâm thân đói lạ, và một lũ con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mau dòng tay con san sẻ cho người cùng khốn, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm đượm tình người, tình bạn ai không mờ phai. Người cùi điếc thân lết lê phố trường, người què bước lang thang bên đường, mang tật nguyền đau thương. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Mau dòng tay con san sẻ cho người cùng khốn, cho môi con. Để chúng ta cảm ơn tài xế ngày hôm nay sẽ là người đồng hành với chúng ta, và tất cả linh hồn thể xác chúng ta cũng giao cho tài xế. À, cha cũng phục vụ bánh trung thu, uống trà, ăn bánh như là trên máy bay vậy đó. Cho nên những ai đã từng đi máy bay thì chúng ta rành rồi. Nhưng mà những ai chưa đi máy bay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thực tập trước luôn ha, để đoàn chúng ta có những cái chuyến cứu trợ ở xa đó. Lộ trình có thể là trên 200 km. Hiện tại máy bay chúng ta đang đi vào vùng vùng mây nhiều, cho nên đôi khi nó cũng hơi gập ghềnh một chút thưa quý vị. Và cơ trưởng ngày hôm nay, tiếp viên trưởng đó là cha Yomotisita Nguyễn Sang, sẽ đi phục vụ trà và bánh cho quý vị. Mỗi lần như vậy thì cha thường chỉ là chúng ta là nói theo tiếng Anh đó, thì mình nói chút chút thì được. Thì cha nói là nhiều khi chúng ta sẽ có những cái giây phút bên nhau. Cha sẽ là tiếp viên trưởng. Em để đi cho thành viên vào công tác. Ok, tôi lấy ngoài giùm anh luôn đi. Để mình vào được vô. Ok. Rất cảm ơn tấm lòng của em. Nhưng mà vì em biết không, tại vì máy bay rất là sang, để cho họ có những cái cuộc công tác và vui nha. Cà phê, cà phê nóng buổi sáng. Không có đi nào luôn hả? Sáng không biết. Hồi nãy thì có một cái thùng đĩa
thùng đĩa con không biết luôn. Chúng ta sẽ không có ghé chỗ nào hết, và dọc đường cũng không có chỗ nào để bán thức ăn nhiều cho chúng ta, cho nên chúng ta đến đó để chúng ta mua thức ăn buổi trưa. Coi TV á, ở cái chương trình tiếng hát của người nghèo á, thì cháu nó được coi mà nó mới có, tức như là tháng 12 năm nay nó mới được 3 tuổi. Mà mỗi khi sáng nó ngủ dậy á, thì nó nói ông ngoại, hy sinh phục vụ, hy sinh phục vụ, tức nhiên á, hy sinh phục vụ. Thế hai vợ chồng nói bảo, ủa sao thằng này? Nói cho nó nghe, nó hiểu, nó chưa nói mà nó sao nó bây giờ nó hiểu được á. Nhưng bây giờ thì nói dứt sói vô cùng. Đó thì tôi xin chia sẻ với quý bà và anh chị em là chúng ta mỗi người mỗi tay để mà góp sức với cha. Thì thực tế mà nói với hoàn cảnh của tôi thì một vợ mà bảy đứa con mà làm ở nước ngoài mà kiếm sống thì rất khó khăn, rất phải. Khi bác đồng hành, bác mới thấy được hết tất cả những cái công việc cha làm. Bởi vậy mong rằng cũng sẽ có nhiều người cũng được đồng hành với bác. Và cái điều dân Chúa đôi tay này từng vất vả làm cho tê tái, con dân Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng chiếu bao ngàn, con dân Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài. Ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần xoay, và cuộc sống bong chen từng ngày. Đầy đôi mắt trông lên ngài, khi nỗi buồn làm con chơi vơi, khi đau đớn sẽ dành. Những lần gục ngã trong đời, đầy mơ ước trôi qua rồi, đã làm sâu héo nụ cười. Vì lại Chúa con luôn tình yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than điều hiu, dù đời sống đau thương còn con chơi vơi, khi đau đớn sẽ dành môi, những lần gục ngã trong đời, đầy mơ ước trôi qua
rồi đã làm sâu héo nụ cười. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần xoay, và cuộc sống bon chen từng ngày. Vì lạy Chúa con luôn tin yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều. Dù ngàn tiếng khóc than điều nhiều, dù đời sống đau thương còn nhiều. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần soi, và cuộc sống vắng trên từng Vinh
là cụ thể đó là tại huyện Trà Ôn để chúng con chia sẻ 412 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và điểm đầu tiên chúng con đến sáng hôm nay là 10 giờ sáng, chúng con sẽ trao 200 phần quà cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn tại nhà thờ Vĩnh Xuân này. Và đầu giờ chiều thì chúng con sẽ đến một ngôi chùa Khmer có cái tên gọi đó là chùa Giữa để trao 212 phần quà cho những người nghèo, những người bệnh tật, những người cơ nhỡ tại nơi đây. Và hôm nay chúng con bắt đầu chuyến đi từ 4 giờ sáng từ Sài Gòn, chúng con về đây là bây giờ là gần 9 giờ sáng. Và hiện tại các thành viên của chúng con đang chuyển tải những cái món quà đó là gạo, mì gói, nước tương, nước mắm, dầu ăn lên trên lễ đài. Để sau đó chúng con sẽ gặp gỡ 200 người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà để chúng con trao những món quà yêu thương này. Những thước phim quý bạn chị em nhận thấy sẽ được gửi đến như là một lời tri ân để cảm ơn toàn thể quý bạn chị em trong nước cũng như hải ngoại luôn đồng hành với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của chúng con, để chúng con mang cái niềm tin yêu hy vọng đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và một lát đây chúng con sẽ tiếp tục giới thiệu những cái hình ảnh, những công việc trong ngày hôm nay gửi đến cho quý bạn chị em để theo dõi và đồng hành với chương trình của chúng con. Xin chân thành cảm ơn. Nhát quá đi. Hello, tôi từ lễ đài này. Đầu tiên cho con xin mời 4 người trong tổ mì, 2 thanh niên, 2 thằng tổ mì. Gói chưa? Đây, mì đây. Dạ, rồi, thôi không, mì gói rồi. Tổ ai để lại tay, để tay cũng được, những người cầm tay được, cầm lại tay. Thôi. Chúng ta cùng chia sẻ, được không? Nhanh, nhanh, nhanh.
đúng không ạ? À, quay phim cô ấy đi con. Nè quay phim, quay phim. Quay phim nó cần hình động. Em mới nhà thì cắn nghe. Cần cái hình động. Mời ban phục vụ các cô trong các hội các bà mẹ ai biết cái bàn nhỏ nhỏ gọn gọn cho mượn một cái bàn. Đặt phiếu xong đưa cho mấy cô bóc cái bánh đưa ra cho ta vừa phiếu vừa bánh luôn để lộ. Con chào quý bạn chị em
lát nữa chương trình nó bắt đầu thì trước giờ thì như thế này nha. Một lát chúng con có bánh bánh ngọt. Bà che mà cứ ồn ào lên trang cái tụi con ngưng ngưng cái bắt trở về ngồi ngồi là mất thời gian, và chúng con cũng sẽ muốn trở về đây nữa một lần nữa. Rồi chúng ta từ từ sẽ có những cái cô chú hướng dẫn. À, một số anh chị em nào cái bánh đưa thầy, cô Phương không cần giải cứu. Dưới này của cô Phương hả? Cô Phương xuất đi. Cô Phương chỉ trả phiếu và vậy. Rồi để thí điểm nè. Để cho mấy cô chú đi kiểm. Ủa? À, phiếu đó cô chụp cái bánh này. Được chưa ạ? À? Chia thành hai nơi, phụng dưới giờ chị Nhật qua đây. Con lát nhận quà vậy. Cha Sang nói nếu mà chúng ta trật tự 11 cha trở về nữa, thưa vị. Rồi, dắt bà lên nhân bánh. Cô gạch phiếu ở đây, cô ra đây. Cô gạch phiếu cô qua đây. Cô gạch phiếu cô đứng ở đây, cô truyền để cho người ta lấy bánh. Không không, cô đứng đây đi. Để cho chị Nhật cộng tác với cô này cộng tác với. Rồi bây giờ chị biết cách làm chưa? Biết chưa? Làm được nhanh không? Cái này đi lên là trở xuống lộn. À, không được, ta đừng có giờ. Nói là ngồi tại chỗ đi, cái gì đi từng hàng, rồi bên trao ơi, vậy xếp hàng bên kia trước rồi bên đây cũng. Chị em chúng ta để việc phát quà nhanh chóng đó, chúng ta nên xếp hàng trật tự. Xin các bạn chị em cứ nói đi xếp hàng giùm con đi, rồi chúng ta qua nhận bánh xong chúng ta về chỗ ngồi để chương trình chúng con phát quà trong vòng một tiếng đồng hồ. Xin các bạn chị em cộng tác với chúng con. Rồi chúng ta đi ạ, đi theo Trang. Đi theo Trang hướng dẫn rồi. Rất là tốt. Cô thực hiện nha. Rồi đưa phiếu ra. Rồi thì kẹp bánh đưa. Rồi cảm ơn. Đi đi, đi qua đây cả nhà. Rồi ra ngoài chắc hướng dẫn chương trình. Phiếu ngoại đâu? Thanh đây. Thanh. Dạ. Xong cho về hướng đó đó. Dạ dạ đúng rồi. Như vậy rất là nhanh. Rồi sau đó chúng ta nhận bánh chúng ta về. Chúng ta lóc dạ buổi sáng nha. Đúng rồi. Chơi cha cho con thêm một hàng đứng ngay đâu này đi. Cô vui cha cho nên ơi phải xin xếp hai hàng rồi đi. Chào bên đây. Ở sao đâu vậy, ra sau cuối. Ra sau cuối. Dạ không có. Mình nghĩ đến sau mình phải xếp sau à. Dạ không có. Lịch sự của chúng ta phải xếp hàng nha. Qua đây. Đi. Rồi qua đây. Qua đây, qua đây gặp người này. Xếp hàng nha. Rồi, à, cái bánh này cho phát chúng ta ăn ở đây nha, chứ đừng đem về trong trong phần quà chánh có bánh rồi. Ăn ở đây lót dạ trong thời gian chúng ta đợi phát quà. Chúng ta... Cái xe Honda này của ai vậy, dẫn ra dùm cha đi, đừng có để ngay chỗ này bị cản trở lối đi. Rồi sau đó chúng ta di động phần bánh qua đây nha. Di động bánh qua đây để bên đây xếp hàng ngược lại. Di động bánh. Rồi theo con một hàng nữa. Quẹo vô trong luôn. Thả phụng cho ra đây đứng này luôn luôn. Xếp hàng vô, sao đứng 2-3 vậy. Rồi vô. Vui quá. Rồi đẹp lắm, con đi được đụng ai nha. Đụng láp phạt không đưa quà. Rồi chúng ta qua bên đây luôn. Bên nào hướng nào theo hướng đó, đi hướng đó, ok. Ok. Rồi, hướng này, chỉ thị luôn. Ừ. Chúng ta phía sau nối đuôi nhau. Sang nói chúng ta cũng xếp hàng như vậy lên nhận quà nha. Tại vì cha chuẩn bị nhiều quà cho chúng ta và những cái hình ảnh đẹp như vậy nè thì cha sẽ nhớ, cha sẽ trở về trình theo sự hướng dẫn của chương trình như vậy rất là tốt. Con không ngờ là ngày hôm nay về đây quê hương miền Tây, con Tiền Giang quý vị ở đây thì cũng xếp hàng vô đi ăn ngay lên. Mình ngay ngay hàng vô ạ. Cái bánh này của mình ăn đi. À, ăn lót dạ bởi vì cái thời gian đợi lâu. Cha sợ có biết ông bà chị em đói. Rất là ngon. Nè, bánh này chị. Thở giải quyết cho tôi đang không biết. Dạ, ông cha ở đây nè, chị đi kiếm em, cái nhà sợ em. Ông bật rồi. Xin mời tất cả chúng ta, tất cả các thành viên chúng ta lên sân khấu để chương trình phát quà chúng ta được phép bắt đầu. Cái hò bắt tiêu ha, chúng ta đi từ từ, ôm cái người nhận quà vào lòng để mà mình trao những món quà yêu thương. Cho nên chúng ta thật chậm, dắt họ, dìu họ.
mở bánh ra để chúng ta dùng lót dạ buổi sáng hôm nay. Và giờ đây chương trình tiếng hát vì người nghèo của chúng con đến đây để thăm và trao tặng 200 phần quà sáng hôm nay. Chúng con xin được xin được thay mặt cho linh mục Nguyễn Sang, cha linh hướng chương trình tiếng hát vì người nghèo, cùng với toàn thể anh chị em là quý thành viên đã vượt hơn 200 km, ngày hôm nay rất vui, rất hạnh phúc khi được sự tạo điều kiện của cha sở để chúng con đến đây, trước nhất là thăm quý bà chị em và có những món quà yêu thương gửi đến quý vị. Chính vì vậy chúng con xin được gửi lời chào thân thương nhất của đoàn ạ. Xin cảm ơn tất cả quý bà chị em. Kính thưa quý vị, trước khi mời cha sở, mời linh mục Nguyễn Sang, người sáng lập ra chương trình tiếng hát vì người nghèo, thì chắc có lẽ là con cũng xin giới thiệu đôi nét về chương trình. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát vì người nghèo được thành lập hơn 10 năm qua với một cái vị chủ chăn, một vị linh hướng, một linh mục rất là đáng kính và đáng quý, đó là linh mục John Bautista Nguyễn Sang. Cha hiện tại đang công sứ tại giáo phận Mỹ Tho. Và hơn 10 năm qua thì chương trình của chúng con thực hiện những công việc bác ái như là xây nhà tình thương, mổ mắt cườm, tặng học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học, xe lăn cho những người tàn tật. Và mỗi tháng, hàng tháng chương trình ra đi mang những cái phần quà yêu thương đến những vùng sâu vùng xa, có khi là Hà Nội, có khi là Cà Mau, cũng có khi là đồng bằng, có khi là miền núi, thưa quý vị. Và ngày hôm nay chúng con lại được xuôi về miền Tây, xuôi về đồng bằng để đến đây thăm quý bà chị em. Và trong mỗi chuyến đi thì linh mục Nguyễn Sang luôn hướng dẫy chúng con
ra đi trong sự yêu thương, hy sinh, phục vụ. Và đặc biệt chương trình chúng ta không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và ranh giới. Ở đâu có người nghèo thì ở đó có linh mục Nguyễn Sang, thưa quý vị. Và ngày hôm nay khi được về vùng đất Trà Ôn, một vùng quê hiền lành, một vùng quê rất là nhiều cây ăn trái. Đây là một huyện của tỉnh Vĩnh Long. Tất cả đoàn chúng con từ đêm qua, từ 2 giờ sáng đã thức vượt hơn 200 km về đây để gặp gỡ quý bà chị em và luôn nôn nao được gặp trong tình thân bí mến, thưa quý vị. Và chắc có lẽ không làm thời gian của quý bà chị em, một lát nữa đây con sẽ giới thiệu về cái phần quà, giới thiệu về những cái chương trình ngày hôm nay quý vị sẽ thưởng thức. Trước khi giới thiệu thì con cũng xin kính mời cha sở giáo xứ Vĩnh Vĩnh Xuân lên để phát biểu cho phần quà sáng hôm nay. Giờ đây con trân trọng kính mời cha, bởi vì cho cha một tràng vỗ tay ạ. Tôi kính tôi trân trọng giới thiệu là chương trình vì tiếng hát người nghèo của cha do Mavita Nguyễn Sang với cộng số anh chị em cộng tác với cha đến đây để phát quà cho cô bác anh chị em vì tình thương mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người mỗi người chúng ta, và Chúa đã đến để cứu độ loài người ta. Do đó cha Sang và các anh em đây được nghe lời Chúa dạy là phải yêu thương hết toàn thể mọi người, không từ ai. Do đó mà cũng mới thể hiện cái tình thương từ nơi Thiên Chúa và Chúa dạy, mà cái chương trình tiếng hát vì người nghèo thương đến anh chị em cô bác mà đến đây giúp đỡ một phần nào thôi, chứ không phải là có khả năng để mà làm tất cả để cho anh chị em thoát nghèo được. Ít nhất cũng đó là tình thương, và cũng hy vọng là một ngày nào đó cha cũng tới đây giúp cho anh chị em một phần nữa. Vậy hôm nay cô bác anh chị em cũng vui mừng và đón nhận cái tình thương từ nơi cha Sang và các anh chị cộng tác, và nhờ đó thì chúng ta có cái sự liên kết thương yêu với nhau trong cái cộng đoàn, đặc biệt là ở xã Vĩnh Xuân và những người ở gần đây. Vậy con cảm ơn cha Sang và toàn ban. Và con xin thay mặt cho linh mục Nguyễn Sang cảm ơn những cái tâm tình của cha sở. Kính thưa quý vị, chính cha là nhịp cầu nối, chính cha đã bắt đôi bờ yêu thương để tạo điều kiện cho chúng con về đây cùng với đoàn tiếng hát vì người nghèo để mang những cái món quà yêu thương. Như cha đã nói, Chúa đã dạy là đâu có tình yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời, mà đâu có lòng bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Và ngày hôm nay Chúa đã chúc lành cho chúng ta trong một cái sân ngôi thánh đường. Đúng ra ngày hôm nay bão trời mưa mà Chúa thương không có cho mưa để chúng ta nhận quà, một điều đầu tiên chúng ta thấy. Và cái thứ hai, như cha sở đã nói, một phần chia sẻ, bởi vì quý vị biết ông bà ta có truyền thống đó là một miếng khi đói bằng một gói khi no, tức là chúng ta cứu đói trước đi ạ, còn cái nghèo thì khắp nơi, và mỗi người như chúng ta phải cố gắng qua những cái hy sinh của cha, của các anh chị em thành viên ở đây chắc chiêu cùng những cái hy sinh để mà mang đến cho quý bà chị em những cái phần quà này. Và trước khi giới thiệu một người rất đặc biệt cho quý bà chị em được gặp mặt đó, thì con cũng xin giới thiệu. Có nhiều người nãy giờ thắc mắc là nói là nghe danh cha Sang tiếng hát vì người nghèo lâu rồi mà không hiểu cái nguồn để mà có những món quà này ở đâu. Thì trước khi giới thiệu cha, con cũng xin chia sẻ đôi nét. Kính thưa quý vị, ngoài công việc phục vụ là một cha sở tại trung tâm hành hương giáo phận Mỹ Tho, thì linh mục Nguyễn Sang đã xin được phép Đức Giám Mục để mà thâu âm những chiếc CD. Cảm ơn các. Thâu âm những chiếc CD, bán chiếc CD đó, bán tiếng hát của mình để lấy tiền giúp đỡ 10 năm qua cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Quý vị thấy cha hy sinh nhiều chưa ạ? Và không làm mất thời gian quý vị nữa, chắc có lẽ là giờ đây chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón linh mục Jovotisita Nguyễn Sang. Cái mic này có thể tăng được mà em nói hồi lại tắt tiếng luôn. Quý vị biết là ngày hôm nay bị cảm,
Rồi con gửi nhà. Lời đầu tiên trước hết, con Lâm Nguyễn Sang xin được gửi lời chào đến cha sở và toàn thể quý bạn chị em lời chào trân trọng nhất. Hôm nay con và các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo là những người luôn yêu mến những bước bạn chị em ở vùng sâu vùng xa, những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng con đến đây để trao tặng những phần quà cho quý bạn chị em. Những phần quà này nó không đáng là gì, nhưng nó nói lên tất tình yêu thương mà của chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo xin được gửi đến cho quý bạn chị em bằng lòng kính trọng và yêu thương của chúng con. Và chúng con chân thành cảm ơn cha sở đã tạo mọi điều kiện cho chúng con đến đây để chúng con gặp gỡ quý bạn chị em. Và mong rằng có dịp chúng con sẽ trở lại để chia sẻ nhiều hơn nữa, để cho cuộc sống của quý bạn chị em được vui tươi hơn, được vượt qua được những cái khó khăn hơn. Hôm nay trong chương trình của chúng con không chỉ có những anh chị em là thành viên ở trong nước, nhưng những anh chị em ở hải ngoại cũng trở về, cũng đồng hành với chúng con. Vì thế chúng con hôm nay rất vui vì được đến đây để trao tặng những phần quà này. Và chúng con kính chúc quý bạn chị em được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn luôn tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu của chúng ta. Con xin trân trọng kính chào. Con xin thay mặt cho quý bạn chị em cảm ơn tấm lòng của Linh Mục Nguyễn Sang đã thương, đã quý, đã mến quý bạn chị em. Kính thưa quý vị, cách đây khoảng 2 tuần, chưa tới 1 tuần, chưa đầy 1 tuần nữa thì chúng con lại về Cần Thơ để phát tiếp. Quý vị thấy đó. Bên cạnh đó thì con cũng xin giới thiệu ông bạn chị em nào có về Mỹ Tho, tại thành phố Mỹ Tho thì chúng ta sẽ liên hệ quán cơm tình thương, quán cơm mà cha tổ đã lập nên để mà giúp đỡ cho những mảnh đời cơ nhỡ, người bán vé số nè, rồi những người phục vụ trong quán cơm huynh đệ của cha. Đấy, quý vị thấy những công việc rất nhiều mà Linh Mục Nguyễn Sang đã làm hơn 10 năm qua để với Chúa, để mà cho cha nhiều sức khỏe, để còn mang cái yêu thương khắp nơi đó, để chúng ta chia sẻ cùng nhau. Kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy chương trình ngày hôm nay và có thùng mì nè, một chai dầu ăn, một chai nước tương, bánh, đường, muối, rất là nhiều. Và có một viên nữa chứ chúng ta không uống nhiều lần. Tại vì thứ nhất là mình cảm thì mình uống để cho thuốc nó quen nha. Chứ đừng có về, đây là cái thuốc cảm mạo thông thường thôi, để giúp cho quý bạn chị em, những người trong vùng sâu vùng xa khi bệnh đó, thì chúng ta cũng có cái phần cha lo rất là nhiều thưa quý vị. Hỗ trợ lô tô đó, ai giơ tay không xem à? Sao có người chơi lô tô vậy? Về miền Tây là giọng cổ lô tô là số 1 đúng đó. Quý vị thấy cái số phiếu này, còn cho quý vị xem nha. Ví dụ số là số 43, một lát cà bắp nhầm số 43 là bà trúng. Đó là quà may mắn thêm. Thấy cha đã mang, con cảm ơn bà. Cha rất là thương để chuẩn bị chu đáo như vậy. Ngoài ra thì quý vị biết, không những lo những món quà vật chất mà cha còn lo những món quà tinh thần nữa thưa quý vị. Chắc có lẽ là đến đây cái dịp rất là hiếm để gặp quý ông bà chị em. Thì quý ông bà chị em có muốn nghe mỗi cha tiếng hát của cha, hoặc là những anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ hát tặng không ạ? Có muốn nghe không ạ? Sao nhỏ quá vậy? Tại thường con thấy mấy chục chuyên ta là muốn mà vỗ tay lớn lắm còn đây. Muốn buồn yêu à. Thưa quý vị, đồng hành hơn 10 năm qua, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo từ trong nước cho đến hải ngoại, thì cha luôn tổ chức những cái chương trình show nhạc để gây quỹ giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Đồng hành với cha gồm có như là danh ca Giao Linh nè, rồi danh ca Hỏa My, danh ca Phương Dung, rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ. Và đặc biệt ngày hôm nay rất là cảm động và hân hạnh có mặt ngày hôm nay tại mảnh đất này và trước ngôi thánh đường này. Trung học đã là người ở từ Hoa Kỳ về đây hơn 2 tuần và đã cùng đồng hành với cha rất là nhiều những chuyến đi cứu trợ. Quý vị vỗ tay theo cho vui nha.
sẽ đến gần mẹ và luôn luôn nói với mẹ rằng con ơi mẹ, à, mẹ ơi con thương mẹ lắm. Quý vị đừng có ngại ngần gì, tại vì những người mẹ Phương Ngọc cũng là mẹ. Chỉ cần con mình nói Oh,
dòng suối dịu hiền. Mẹ là bài hát đầu tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng chân sao, lại
ngoài đời thì cô Ngọc đáng tuổi mẹ của con, cho nên chính như vậy lúc nào cũng rất là quý mến cô trong tình thân mến, trong những chuyến lưu diễn phục vụ cho người nghèo. Và một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay để cảm ơn tấm lòng của cô đến đây hát phục vụ rất nhiệt tình. Cảm ơn quý vị. Và vậy về đây con chợt nhớ đến một nhạc phẩm của nhạc sĩ Long Phương, cho nên mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Kiếp Nghèo của nhạc sĩ Long Phương. Sao hát mưa rất ngắn, lạnh lùng mưa xuân áo tan, mưa chẳng như khi sóng mong manh. Ngày lội qua buôn lối con, gặp gành đường đê bối hát, ngập ngừng dùng với máy trắng nghe trẻ thơ thấp vui. Em bên tiếng hát ngân nga, ôi đời mẹ nhìn xuống thiết tha, không gian nhím nắp la nhiều về quá xa. Cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trời, đời gì chẳng tình thương thân. Khung cho chúng sống ta thương thân, cây gò gửi cho gió thương. Tôi nhìn muốn nơi hoài, nhưng ngày đời đành lặng ai. Tôi ngày giấy trắng tâm tư, đời về rồi trốn bình thường. Đời đâu lòng nào là bơ tình. Cảm ơn những tràng vỗ tay. Quý vị biết ngày hôm nay hát được như vậy con không biết hát cái gì hết. Con nhớ có một bài gọi là Đường Xưa Lối Cũ mà con viết đại đây tại con không có nhớ. Thấy hát cho mấy ông bà anh chị em nghe thấy vui quá cho nên con nói với anh Thanh để em hát cho mấy ông bà nghe. Mà con nói thì có giọng hơi lạ lạ mà hát chắc có thể nghe tạm được. Dạ, kính nhờ mấy ông bà anh chị em mà vỗ tay ủng hộ cho con. Ta Nguyễn Giang.
Kính thưa quý bà anh chị em, trời trưa nắng rồi, giờ mình phát quà về sớm nha, được không? Con ca mà con thấy quý bà anh chị em ngồi dưới nắng quá, thì con muốn cho quý bà anh chị em về sớm, giờ mình phát quà rồi về, được chưa? Ha? Giờ ca mới về hả? Không, ca không về. Ai muốn nghe bài hát về mẹ đó đưa tay lên đi. Rồi sau đây con xin được gửi tặng một bài hát được mang tên đó là bài hát Mừng Tuổi Mẹ. Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ.
vào buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ có 3 giải nhất, giải nhì, giải ba. Giải nhất thì gồm có một bộ ly chén, cái nồi với cái bình dập đá, một ca đá và 8 giải khuyến khích. Mỗi một cái giải là một cái giỏ đi chợ. Và đặc biệt trong cái giỏ này nó có cái chai dầu nước xanh. Cái chai dầu này con mang từ bên Mỹ về cho quý bạn chị em. 8 người may mắn sáng hôm nay, xin mời mấy cô xuống dưới. Rồi cho tí nhạc đi à, nhạc gì vui vui cho cha kêu lô tô. Bữa nay là người... Và giờ đây con xin mời... Rồi xin mời chủ nhân của chiếc vé 101 con chó đốm. Ai mang cái chiếc vé này chúng ta lên nhận. Rồi con xin mời ông. Số 49, số 49. Dạ, dùm số 49 nè thành viên. Rồi, 176 may mắn, con xin mời lên sân khấu. 138. Hiện nay trên sân khấu chúng ta đã có 50 người may mắn sáng hôm nay được một. Vỗ tay lên này để chúc mừng các cô chú bà những người may mắn nhiều hơn. Một chai dầu xanh, một chai dầu xanh để chúng ta xuất kiểm lúc trái gió trở trời và một cái giỏ đi chợ. Và chai dầu xanh này thưa quý vị cho mang từ nước ngoài trong những chuyến đi lưu diễn cũng như là những chương trình tại Mỹ cũng như là khắp nơi rất ý nghĩa thưa quý vị. Người may mắn sáng hôm nay. Giải ba gồm một cái bình để nước đá ăn cỡ. Vậy là kéo cả làng là uống trà đá. Rồi chúc mừng chị sẽ có thêm khách đến nhà uống nước trà đá. Mắm cá cơm rất là ngon. Mấy hôm ấy rồi ai đương táo 23 lên đây. Cô là người may mắn đoạt giải chiếc 23. Chị bước xuống đứng sau lưng rồi của cô bên tay trái giống như chị kia. Hôm nay giải may mắn nhất và giải đẹp nhất. Xin mời người đăng quang qua hậu sáng hôm nay. Xin mời chủ nhân chiếc vé số 63 đoạt giải qua hậu sáng hôm nay. 80999999 thưa quý vị. Thì là đoạt giải nhất nhì ba, con xin mời cha ra đây trao thứ nhất là phần thưởng cho người đoạt giải nhì. Rồi xin mời cha trao phần quà này giải ba cho chị này. Và giờ đây xin mời cha trao một phần quà rất là trang trọng cho U90 đoạt giải hoa hậu sáng hôm nay. Kính mời cha. Chúng ta trông trọng tay ha. Rất là vui, chúc mừng bà cụ. Mời cha. Và thành viên đưa hoa hậu về chỗ. Diễn trang ngày hôm nay tốt đẹp. Và giờ đây chúng con sẽ sắp xếp để trao quà cho những người già, những người lớn tuổi đến trước. Xin chúng ta chấp hàng ghế. Đứng lên đây. Không có giác gạo. Không đứng qua đây. Chúng ta sửa phía tay về trên đây một hàng. Cô Hoàng qua đây luôn. Và dắt lên cho anh. Về cái hàng này thôi. Cái hàng sau này có giá. Thánh giá nào chú dành cho con? Dắt lên để chúng ta chụp hình. Trước đi người nghèo. Xin các anh chụp hình chung. Chúng ta cùng hát theo vỗ tay. Xin cho nhạc. Và giờ đây chương trình phát quà của tiếng hát của người nghèo chúng tôi xin được bắt đầu. Đầu tiên chúng con sẽ gửi đến cho các cụ ông, cụ bà, những người lớn tuổi. Sau đó là các chị. Và cuối cùng là những thanh niên giới trẻ của chúng ta. Xin các thành viên chúng ta vỗ tay hát theo. Thầy người phục vụ mọi người anh em.
đó đúng rồi, để cho ôm luôn, chúng gạo chúng ta để dưới nhưng mà rồi coi như là bà hai phần đúng không, rồi mua bà hai phần thu là xong rồi, xong rồi bác. Bon. Rồi chúng ta cùng chụp hình nha, 1, 2. Rồi xong, chào xin mời. Chưa đâu, chúng ta chưa. Chưa. Ra chị con đi đâu, chúng ta ổn định nha. Cô đi theo con, mấy cô đi. Rất là vui. Cái người nhận quà đi ra, cái người trồng gạo kế bên cứ như vậy nha. Chúng ta đi theo, chúng ta ra ngoài đó, chúng ta để đó. Dạ, đây. Ta từ từ. Rồi, không thấy đường nhiều tụ, hai một phần. Ok, sạc. Ok. Đây, đường thì. Còn người đứng đâu cho nó hợp đi nè. Rồi, đây đúng. Rồi. Mấy phần thì cô Ngọc nói con nha. Cho một người giữ nhịp ở đây đi. Rồi, đi theo bà này. Hai người này đi theo. Rồi, nắm tay. Giữ gì cái người biết tao này nè. Rồi. Hai phần, hai gạo, hai quà. Bán từ từ. Hai gạo, hai quà đi theo bà này nè. Đi theo bà cụ này nè. Bán từ từ chú Ngọc đừng lấy. Rồi đi theo luôn. Đi theo cái cô xanh dùm. Mấy phần. Ai một phần ở đây đi ạ. Đi 10 mèo. Rồi đây cô Dung, đi theo con nè. Nhìn con nè. Dạ. Rồi cô Tỉnh đi theo con với ông này, chú nè, chị chị. Cô Thanh nắm tay bác kìa, thằng hai người đi theo chú này. Rồi đi theo đó luôn. Thiếu gạo, gạo đâu? Sắp. Ok. Sắp. Thank you, merci. No, no, không có đứng đây. Xếp hàng, dừng ra sao xếp hàng. Đi từ từ, chị đi từ từ. Ừ. Ai mà đi viên gia vậy, không biết à. Sắp. Ok. Rồi, chúc các con chúc. Cô hai phần cũng đợi con, cô nhìn con xong, lấy được kia cô cũng hơi lấy nha. Hai phần đợi con. Rồi chúng ta cười lên ha. Yeah. Yeah. Các thành viên chúng ta làm việc nở nụ cười trên môi. Đúng rồi, rồi đi cô Dung. Đi theo, rồi. Rồi chị đi theo. Cô đợi. Rồi chú Lập nhắc nè, cái chị cô Thang, cô gì đó đi. Từ từ. Cô Thang từ. Cô Ngọc, em có quà không? Hai mẹ con đi chung mà cô không nói. Dạ, đi theo luôn. Hai phần thằng lấy rồi, cho hai phần đi. Rồi chú Anh qua đây. Rồi Bình giữ cái đó dùm anh Bình. Chừng nào anh đẩy đi rồi anh hãy cho đưa xuống. Rồi đi à. Cắt, ok rồi. Gạo đâu đi, đúng rồi. Mấy con người quen rồi. Nắm tay đúng rồi, quen rồi, hay quá. Đi à. Mấy phần. Hai phần gạo hai lên đây. Rồi nắm tay nhau đi, bốn người này. Năm người đi chung. Cô Ngọc, em bé cô Ngọc nhắn con. Hai phần áo vàng, hai phần. Thủy đi theo, tới người đợi. Rồi em bé phải đợi dịp. Rồi em bé có phần quà riêng đây. Đi vậy, đi ra ngoài luôn, ra ngoài luôn. Rồi đi, come on, về đi. Thank you, merci. Rồi đi ạ. Đúng rồi, cô Hoàng giúp chưa? Rất là chút. Chúng ta dùng đi ạ. Ôi, anh em ơi. Trên con, để cô hỏi cho đi những cái con. Đây là người. Nhảy mà nhớ trao quà cho người ta mà quên đi nha. Cho múa thôi hơn. Bốn phần, hai người ra đây, đi ra đây, đi ra đây, gặp con, bốn phần ra đây. Bốn phần ra đây, ra đứng đây đi. Hai từ từ ra, rồi. Rồi, thêm một phần rồi, đi. Hai. Dạ, cảm ơn, chúc chiều vui vẻ, chúc các con.
cái phần người ta đi mình. Thôi, hai giả hay gì đâu. Đừng có dùng mình đi theo người đó. Hai phần nữa. Người nào giác gạo, cái người ăn quên. Cũng đôi tay với mẹ chứ không? Rồi, đi, cho hát đi theo. Rồi, đi theo, đi theo mà. Chúc mừng. Rồi, chúc bác vui nha. Dạ. À, đi, đi, đi. Đi, đi, đi. Tay không? Đó, đứng rồi, dễ. Đứng, tập về đó, xong. Cái ngoại đau, cái ngoại đau từ từ, ngoại đau. Hai, bên đây, hai lần. Những phần quà chúng ta mang lên sân khấu. Alo, chúng ta nhặt lại. Xin mời tất cả các thành viên chúng ta lên sân khấu. Ai còn thiếu rồi? Chưa. Cái gì lửa đâu đây vậy? Chỉ đồ muốn lửa. Lửa đâu đây? Rồi, bây giờ các thành viên ngày hôm nay, trước hết là chúng ta hãy chung tràng pháo tay và chúc mừng cho cha chú Pháp Hòa buổi trưa hôm nay chúng ta được diễn ra tốt đẹp. Chúng ta đứng xuống. Rồi, bắt đầu cha làm sao chúng ta làm vậy nha, bắt đầu chúng ta nhúng lên. Nhúng qua cái lò xo rất là tốt không? Đó, rất là tốt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tàu lửa nha. Một lát chúng ta tập là thay vì chúng ta đi bộ, cái chùa chúng ta sẽ đi tàu lửa. Đó, bắt đầu nhúng. Đi, được rồi. Rồi, đoàn tàu khác thì nhẹ nhàng của chúng ta. Để chúng ta đi về với người giữa. Chúng ta chỉ đi hát. Vua là tàu lửa, vua là xe hơi, vua là con ngựa hay vua em trời. Vua là miền Nam cho em hướng sâu, vua là sông trong chốn miền em vua. Trong chương trình tiếng hát vì người nghèo xin chân thành cảm ơn cha đã tạo điều kiện cho chúng con ngày hôm nay để phát quà được thành công tốt đẹp. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Con chân thành cảm ơn cha và do mừng sư đa Nguyễn Tấn Sang, con rất là sang và tất cả anh chị em trong đoàn đã nêu một cái tấm gương bác ái phục vụ rất tốt và đã phục vụ rất thành công. Xin vỗ tay lên ạ. Xin mọi người vỗ tay. Yeah.
khăn mệt nhọc vất vả của các thành viên đã xua tan đi bởi vì những cái niềm vui đã mang lại xóa tan những cái mệt nhọc đó. Và giờ đây chúng tôi ngồi bên nhau để cùng hát với nhau bài tiếng hát vì người nghèo như là một sứ điệp gửi đến cho tất cả quý vị ở đâu có người nghèo, ở đâu khó khăn, chúng tôi sẽ không chùn bước để mang cái niềm yêu thương đến cho những người khó khăn. Tiếng hát vì người nghèo. Yêu thương, hy sinh, phục vụ. 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 Cần tiếng hát ngàn đời, chỉ vì người nghèo ngàn dân nghĩ ta có hay chi. Và chúng ta đi thẳng lên xe luôn nha. Em hiếu ra ngoài đường chờ ai sát sát theo đường này. Từ từ đưa tư giáo hàng. Nói rồi cha ơi, giờ ăn con rồi, không có làm gì nổi. Mẹ đổi giặt cho mẹ con. Giờ con thì xuống làm gì nữa nè. Đổi giờ con là người xí được kìa. Giờ con là sư và đặc biệt đó là gửi trao tặng 212 phần quà cho những anh em có hoàn cảnh khó khăn tại nơi đây. 45 phút để cho chúng con làm những công việc chuẩn bị phát quà cho tốt đẹp chiều hôm nay. Rồi một lát chúng con sẽ mời sư
để phát biểu trong chương trình của chúng con. Chúng con cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ. Sư thấy hôm nay bà con thấy có vui không? Bây giờ là mình dẫn nguyên cái người này đi qua đây, rồi đi theo các anh này là đi qua bển để mang gạo qua, rồi đi theo. Yêu thương hy sinh phục vụ, yêu thương hy sinh phục vụ. Rồi chương trình chúng ta truyền gạo bắt đầu. Ta cố gắng đợi trong giây lát. Chương trình chúng con đang sắp xếp những phần quà và bắt đầu chương trình thì chúng con sẽ dạ mời sư lại. Dạ con mời sư ạ. Kính thưa quý bạn xem, hôm nay chương trình tiếng hát vì người nghèo của chúng con sau khi đã gửi trao tặng 200 phần quà tại nhà thờ Vĩnh Xuân, và giờ đây chúng con đã có mặt tại chùa giữa. Đây là ngôi chùa của những người Khmer, và hôm nay trước mặt màn ảnh nhỏ của quý bạn xem là sư Thạch Tuấn Anh, là sư phó của chùa giữa. Sư đã sắp xếp cho 212 người có hoàn cảnh khó khăn đến đây để nhận những phần quà hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay, ngoài các thành viên trong nước thì cũng có những các thành viên ở hải ngoại trở về từ Na Uy, từ Pháp, và đây là cô ca sĩ Phương Hồng Ngọc cùng anh Nguyễn Thanh cũng đã có mặt trong chương trình xuyên suốt từ sáng tới bây giờ. Đây là những người đã luôn đồng hành với chương trình. Và hiện giờ các thành viên, các ca sĩ đều có mặt ở đây để truyền tải những phần quà sắp xếp để một lát đây gửi trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà. Và hôm nay mặc dù là trời mưa nhưng mà chương trình cũng cố gắng để sắp xếp những cái phần quà này làm sao trao đến tận tay cho những người nghèo. Và chân thành cảm ơn sư Thạc Tuấn Anh đã tạo điều kiện cho chương trình tiếng hát vì người nghèo tiếp cận đến những người có hoàn cảnh khó khăn này. Và có dịp chúng con sẽ trở lại để chia sẻ tiếp những cái phần quà yêu thương này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sư. Sa phu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp ngày hôm nay có đoàn giọng hát từ người nghèo từ thành phố Tiền Giang đã không ngại được sát của tôi, trong đó có cha tên có tên là Nguyễn Tấn Sang, và đã làm trưởng đoàn nhận đoàn từ thiện đến ngôi tam bảo của chùa giữa. Và chúng con ngày hôm nay vì chúng con cũng xin rất là hoan hỷ và rất là vui khi đã nhận được tin rồi, vui rồi. Nhưng mà ngày hôm nay
càng thêm là rất vui và rất quan hệ, rất là ghi nhận những công đức mà quý vị đã làm trong ngày hôm nay đối với Phật tử ở Bồn Đạo cũng như là trong ấp Trà Mòn ở đây. Tại vì trong ấp Trà Mòn ở đây là thuộc về vùng sâu vùng xa và chư Phật tử ở đây cũng rất là nhiều hộ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy tình thương của quý vị đến với ngôi tam bảo của Chùa Dựa hôm nay, sư xin chân thành cảm ơn và tri ân những phước báo mà quý vị đã làm trong ngày hôm nay. Sư xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ, có chứ, còn có cái máy dừng được. Xích ra, cô để cho ta đứng sát tường. Xích ra, hiểu không? À, đi vòng tròn, phải bắt đi vòng tròn. Chúng ta nhận vỏ xong, chúng ta mở cái vỏ phành cái vỏ ra để cho nó nhanh nha. Thôi à, đúng rồi, lúc đầu bên đây đúng rồi. Ta ai bữa đó sắp qua sắp ngoài vậy thôi. Để ngay chỗ, để cho tay bên nha giảm liền nè. Ngay chỗ cái lằn len này thôi dài dẫn ra nha. Đi đi ra đây. Ra đây thì sẽ lắp quả. Bây giờ chỗ này sao có 4 người. Chúng ta phải gạt phiếu nha, không gạt phiếu là chị Nhật phải thật kỹ nha Nhật. Phải gạt phiếu mới biết được là cô Ngọc. Bên đây bị lầy, đi ngay. Rồi thiếu nhi chúng con tập trung ngoài đây để cho cô Thảo sẽ phát bánh cho chúng con. Ai là thiếu nhi, ai là thiếu nhi, ai là em bé, ai là con đứa xếp hàng đàng hoàng nha. Xếp hàng, xếp hàng rồi chúng con một dòng trước thẳng để ta lên dây, để ta dây. Ờ đúng rồi, để ta dây sau hàng ra coi cánh nữa dẹp luôn. Ừ. giữ đó chị Nhật. Rồi để ta dây đi con. Rồi con lên đây trước hai đứa. Rồi đó em làm nhỏ em vui lại cơ đó nha. Yeah, rồi rồi luôn xuống đây, luôn xuống đây nha con. Chưa ngay cái hàng này nó công vòng mà chưa được nha, để ta lên vai. Xin một cái bàn gỗ ra đây, xin một cái bàn gỗ trên mặt.
Di chuyển liên tục. Ở chụp ra đang sắp bánh cho các em chụp cái gì nè. Đọc. Một lá đó mình phát cái này trước, khi nào xong rồi mình mới lấy cái này. Nhưng mà... bây giờ sao đây? Bây giờ mình thiếu gì còn nữa không để cho phát bánh một lượt? Nhưng mà giữ cái đuôi thì không. Thanh phát chi cho nó đi. Dạ. Anh kia thôi phát đi. Chờ cầm cho nó cầm. Chúng con đi thẳng vô trong kia cho con vô ghế ngồi vô trong ngồi với mẹ rồi. Hai tay. Cô Cường từ từ. Cô Cường. Chúng con từ từ trật tự với con. Rồi đó vậy đó. Cái hàng bên đây để đợi từ từ nha con. Hết cái hàng này tới hàng kia nhanh lắm. Chúng con đứng ra đợi xíu nha. Trời chúng con ngoan quá. Lấy bánh xong rồi cảm ơn. Nè con à, nhanh lên trời mưa rồi con. Nhanh lên. Nếu con hấp xuống rồi bắt đầu xé đi. Xé bỏ vô đây. Rồi. Đủ rồi không xé. Đủ rồi. Các thành viên làm việc rất tốt. Kệ quản lý đại kìa. Anh em nhận quà về sớm bởi vì trời bắt đầu chuyển mưa. Xin mời các thành viên. Thank you.
phố. Yêu thương, hy sinh, phục vụ. Vâng, bài hát tiếng ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Không phải nói từ chữ. Lời đầu tiên thì hồi nãy có học sư có dạy cái câu chào rồi, mà giờ quên rồi, vì chỉ nhớ cảm ơn là Okun. Okun là cảm ơn đúng không ạ? Dạ, lát có ai chỉ con thêm vài từ. Satu, satu, satu. À, và cảm ơn cô. Và con xin thay mặt cho Linh Mục Nguyễn Sang, Linh Mục Nguyễn Sang tiếng hát vì người nghèo, cùng với toàn thể anh chị em là thành viên, những người đồng hành cùng với cha, kính gửi đến sư phó tại chùa cũng như là ban trị sự chùa, toàn thể cấp chính quyền các cấp cũng như là quý bà anh chị em lời chào trân trọng nhất. Vui hả? Thấy nhiều cái cây trái thưa quý vị, và đặc biệt là có những người dân Trà Ôn chịu thương chịu khó, và đây chắc có lẽ là thì rất là trắc trở, nhưng mà lòng chúng con thì luôn nôn nao để được gặp gỡ, để tặng những cái phần quà mà cha trao cho quý vị. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị cũng sẽ thắc mắc là chương trình tiếng hát vì người nghèo do ai sáng lập, vì sao là tiếng hát vì người nghèo. Con xin giải thích ngắn nha. Đó là luôn âm thầm lo cho công việc bác ái, và cha đã thu âm những chiếc CD, những cái CD mà quý vị nghe ở ngoài đời đó, những công việc bác ái như là xây nhà tình thương những người nghèo, không có khi là đồng bằng, có khi là vùng núi, có khi là tận Hà Nội, và có khi quê hương Việt Nam thân yêu. Và quý vị biết là cha ra đi miệt mài phố Mỹ Tho. Sau này ai đi về Mỹ Tho, ở đây có ai biết thành phố Mỹ Tho, giơ tay con xem ạ. Nhí nhí vậy nè, là luôn sống trong cái tinh thần yêu thương, là mình mang cái yêu thương đến mọi người, hy sinh, thăm và sau đó là phục vụ. Phục vụ trong yêu thương, thưa quý vị, đó là tiêu chí của chương trình. Sa thu, sa thu, sa thu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa Linh Mục Nguyễn Sang, kính thưa các cấp lãnh đạo, kính thưa toàn thể quý liệt vị đã có mặt và hiện diện trong buổi lễ trao quà tình thương của đoàn tiếng hát vì người nghèo hôm nay. Sư được thay mặt cho bọn đạo trong ấp Trà Mòn, ngày hôm nay sư xin rất là hoan hỷ, cũng như lòng của tất cả quý Phật tử ở đây cũng rất là vui khi được đón nhận những món quà mà Linh Mục Nguyễn Tấn Sang đã dẫn dắt đoàn tiếng hát vì người nghèo về chỗ ngôi Tam Bảo Chùa Giữa. Quý Phật tử đã thấy rằng đường vào ngôi Tam Bảo này không nói là dễ. Dạ, đường rất là trắc trở. Ấp thì cũng nằm trong ấp khó khăn của xã, và xã cũng nằm trong xã khó khăn của huyện. Vì vậy, được nhận những món quà này, Phật tử ở đây cũng như là sư rất là vui, rất là tri ân những phước báo mà quý vị đã làm trong ngày hôm nay. Có câu tục ngữ nói rằng, một gói khi đói bằng 10 gói khi no. Dạ, ở đây, chư vị Phật tử ở đây rất là thèm những món quà tình thương của quý vị từ phương xa về phát ở đây. Tại vì khó khăn khi nhận được một món quà đó là một niềm vui rất là to lớn đối với quý Phật tử ở đây. Dạ, và sư cũng xin thay mặt cho chư Phật tử cũng như bọn đạo trong chùa Giữa, sư cũng xin chân thành tri ân và cảm ơn đến Linh Mục Nguyễn Sang và đoàn tiếng hát vì người nghèo hôm nay. Và sư cũng xin cầu chúc cho đoàn chúng ta được phát triển ngày càng thành công, và xin cầu chúc đoàn được gặp bốn pháp của Đức Phật là sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu Duyên Bautista Nguyễn Sang, Linh Mục tiếng hát vì người nghèo. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Lời đầu tiên trước hết, con là Linh Mục Nguyễn Sang,
xin được gửi lời kính chào đến quý sư, các cấp chính quyền và toàn thể các bạn chị em có mặt trong buổi chiều hôm nay. Lời chào trân trọng nhất của con đến thăm quý sư, và đặc biệt đó là đến gặp gỡ thăm viếng các bạn chị em và gửi tặng quý bạn chị em những món quà yêu thương của chúng con. Những món quà ngày hôm nay tuy nó không đáng là gì, nhưng nó gói trọn cả tấm lòng, tấm chân tình của tất cả mọi người ở phương xa, cũng như thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo gửi đến cho quý bạn chị em. Xin quý bạn chị em đón nhận trong sự vui tươi và đầy tình yêu thương của chúng con. Đồng thời, quán cơm tình thương huynh đệ cũng được mở ra để chia sẻ cho mỗi một ngày 200 phần ăn tại thành phố Mỹ Tho. Và ngày hôm nay, những chuyến cứu trợ vùng sâu vùng xa này là một trong những công việc bác ái của chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Chúng con đã ra đi hơn 10 năm qua, từ Cà Mau đến Hà Nội, từ Đồng Bằng lên Cao Nguyên, để chúng con mục đích đó là trao tặng những món quà mà thôi. Ngày hôm nay chúng con được quý sư tại chùa giữa này, cũng như các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện để chúng con đến đây gặp gỡ quý bạn cho em. Chúng con chân thành cảm ơn quý sư, cảm ơn các cấp chính quyền, và hy vọng rằng món quà hôm nay cũng như là niềm vui tinh thần mà chúng con mang đến sẽ là một ngày thật vui cho quý bạn cho em. Và kính chúc quý bạn cho em được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc bên những người thân yêu của chúng ta. Xin trân trọng kính chào. Vâng. Đường về đêm nay vắng tanh, là sao hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xiêu náo tới, mưa chẳng như sóng mong manh, đầy lội qua muôn lối quanh, gặp gành đường đê tối tăm, gặp gừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc vui ngồi. Em mềm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tím ngắt lùng mưa xiêu náo tới, mưa chẳng yêu khi sóng mong manh, qua muôn lối quanh, gặp gành đường đê tối tăm, gặp gừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc vui ngồi. Con cảm ơn ạ. Vâng, biết nỗi niềm. Mây trắng bay qua khi trăng dần lan, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang, đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lúa dân xưa ngọt đậm tình ta với nàng. Trên miếng say xưa thấy mái vàng, ánh trăng quất chìm vào răng trẻ cuối hè. Về ông trai ca đứng làng hẹn hò nhau ước thề. Đồng đồng bay qua một thời gian. Giờ đây mời quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc. Chào tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị em nơi đây. Hôm nay trở về miền đất này thì cũng chúc tâm tình với quý vị rằng là có Phương Ngọc chắc là có duyên với đất Trà Ôn. Tại vì bao nhớ nhung
Xin cảm ơn quý vị. Bài gì? Dạ, chuyện tình Lan và Điệp. Quý vị muốn nghe không? Dạ, Ngọc cũng lâu lắm rồi không hát, nhưng mà thấy quý vị và thấy ngôi chùa nhỏ thì hay hát gặm cổ để ru mấy đứa nhỏ của Ngọc ha ngủ. Thật ra nghe mình nghe lén mình thuộc, mà cái cô để hát chuyện tình Lan và Điệp nữa. Thật ra giờ mình hát tân cổ giao duyên được không quý vị? Trời, lần đầu tiên ha. Hát mà nếu hay quý vị vỗ tay, mà không hay cũng vỗ tay luôn nha. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thôi Điệp như con bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chung bước nói thương mãi nghe anh, em thương anh chân tình. Nếu năm xưa hãy bay đi đừng trở lại, vì em hiện nay chỉ là một đóa lan tàn. Nghe được không quý vị? Tiếp tục phải không? Em biết anh chẳng giả phũ phàng, nhưng kiếp này đã lỡ xin Điệp đừng lưu luyến chi lan. Hãy để cho em yên tâm rằng già tu mượn kinh kệ chốn hôn để phôi pha nỗi sầu giảng khổ. Không được quý vị. Hay. Tại vì sư nói là không phải thất tình mới cho đi tu. Đi tu là để mà vô đây để học đạo, để giúp đời, chứ không phải chán đời, buồn đời. Vì nhất là thất tình mà đi tu là sư đuổi ra liền, phải không? Hai cô cháu bàn ở nhà nói có dịp đi vô trong chùa hát phục vụ thì cô Ngọc thường hát ở chùa, con cũng vậy, nhưng mà nói tính con ít hát giọng cổ, nhưng mà đây là cuộc vui giao lưu. Dạ. Con mệt tại vì thức sớm quá. Tôi để không làm mất thời giờ quý bà anh chị em, con sẽ gửi tặng quý bà anh chị em một bài hát, rồi sau đó sẽ phát quà lưu tô và gửi tặng quà cho quý bà anh chị em. Hôm nay con nhìn xuống đây, con thấy có rất nhiều các bà mẹ, những người chị là những người vất vả lo cho gia đình, lo cho chồng, cho con. Vì thế một bài hát như một lời alo một anh. Bài hát được mang tên
mừng tuổi mẹ. Sẽ có 8 phần quà giải khuyến khích, gồm một cái chỗ đi, cái giỏ đi chợ nói riết nói lẹo, và một cái chai dầu nước xanh. Dầu này là cô đi hát từ bên Mỹ mang về cho quý bạn chị em mỗi lần đi cứu trợ, là gửi tặng cho phần quà xổ số lô tô, để cái ai may mắn chúng ta sẽ nhận được một chai dầu và một cái giỏ để đi chợ nha. Phải nhấn mạnh xuống mở ra. Có một lần con gửi tặng cho chai dầu đó, cái hai vợ chồng cái anh kia về mở hoài không được, gọi điện thoại lại cho con biết nói sao. Ông cha cho cái chai dầu gì đâu mà mở không có được. Rồi bây giờ hai vợ chồng tôi phải lấy cái cưa, cưa cái nắp ở trên rồi phải lấy ra. Thấy tội nghiệp quá. Đó, cho nên cái chai dầu mình phải ấn mạnh xuống. Bởi vì sao? Bởi vì chai dầu này á, khi mà người ta làm á, là để tránh cho con nít nó mở dầu ra, rồi nhiều khi nó không biết á, nó vô miệng của đó. Cho nên phải nhấn mạnh xuống như thế này, phải có cái lực, có cái sức đó. Cho nên những người lớn chúng ta phải để ý cái đó nha. Cho nên chúng ta cho tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng 8 người trong buổi chiều hôm nay may mắn trong 8 cái giải, đó là khuyến khích được một cái giỏ đi chợ và một chai dầu nước xanh. Và sư Thạch Tuấn Anh đang trao những cái phần quà này. Tuy nó nhỏ bé nhưng nó mang lại cái niềm vui và tấm lòng của chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Và xin sư đến đứng bên đây để chụp hình lưu niệm chung với những người trúng giải ta. Rồi con xin kính mời quý bạn chị em chúng ta về chỗ. Nhất, giải nhì, giải ba mà con hay gọi đó là xem coi tối hôm nay ai được giải nhất, nghĩa là đăng quang hoa hậu chiều hôm nay nha. Một giải may mắn trong cái giải chiều hôm nay, con đố bạn chị em á, Tết á mình đương táo gì trời ngày mấy vậy? Ở đây nè, mấy
ba vậy, ai đưa ông Táo lên đây? Số 23. Hồi sáng này. Ai thích 69 đâu đưa tay coi. Nhưng ai sẽ là người may mắn chiều hôm nay? Ai sẽ là người mang cái vương miện hoa hậu chiều hôm nay? Không biết là đàn ông hay đàn bà nữa. Vui nha. Bố là tàu lửa, bố là xe hơi, bố là con ngựa em cưỡi em chơi, bố là thuyền nan cho em vượt sóng, bố là sông rộng cho thuyền em bơi. Bố là bờ đê. Phần quà chiều hôm nay, xin mời cô, xin cho chàng pháo tay để chúc mừng người chị em của chúng ta, hoa hậu thế giới quý vị. Nói cho vui thôi. Xin chào, đây là phần thứ ba. Thưa quý vị, hoa hậu năm 2016 và hậu đồng bằng sông Cửu Long chúng con đã được chọn ra rồi ạ. Đặc biệt hai á hậu, mà anh kia thì không thể á hậu được bây giờ. Nếu mà cái anh kia thì mình đặt là cái gì ạ? Mr. Hậu, là ông hậu. Mình đặc biệt chiều hôm nay. Và phần trao quà số lô tô chiều hôm nay đến đây là kết thúc. Giờ đây chúng con sẽ bước vào phần trao món quà. Con xin mời sư Thạch Anh, chúng con mời xin mời sư. Cho chào phóng tay đi, để vui. Dạ, cảm ơn ạ. Chúng ta dẫn cái này bốn người đây đi từng từ bốn người đây nè, đi từng người ra từng cho bốn người đây đi bưng qua là sao nên con cháu chưa được tuổi thì bro bro mình sẽ cái chỗ là đây cho hai đây trước hai cả hai phần quà hai ở đây cho một phần quà ở đây nữa gạo để dưới dỗ quà cho nên phải ôm gạo ra trước rồi chúng ta mới để dỗ quà lên ngoại ôm nha cho ngoại ôm đi cho đẹp đó và bình ôm ôm trên người. Rồi cho ha. Rồi các thành viên chúng ta chuẩn bị, ai dắt gạo đứng bên đây giống như hồi trưa, ai mang quà thì chúng ta đứng từ hàng này đi, đứng từ hàng này để xếp hàng giùm con. Rồi lực lượng điều động ở phía dưới giữ trật tự. Đây mình sẽ cho hướng dẫn. Đứng sát sát vô đây. Các thành viên ơi, tiếng hát vì người nghèo. Việc phát quà giờ đây xin được phép bắt đầu. Rồi dắt bà đi từ từ, chân bà đau cô cường chân đau đi từ từ. Chúc mừng các bà các ông nắm tay người qua nắm tay áo thân rồi đến đây theo con, đây theo con, ca đây đi ca đây, ngừng đứng lại đợi cái giọng hát anh nào hay luôn phải không, rồi đứng lại. Rồi một phần đi đây. Em lên đứng đợi đợi anh. Kẹt nó đi rồi đi. Ok, tiếp tục. Rồi lỡ qua hai phần. Rồi đợi, rồi bỏ đây. Anh nói qua đây nè. Thân thân đâu. Rồi lên đây, cô của bạn. Rồi. Rồi, yêu thương đi, phục vụ hết mình luôn. Rồi. Cho hai quà, hai gạo đi. Cô đúng không? Cô này hay thiệt. Rồi, con chị đến. Rồi. Đi theo. Hay đi luôn. Và ngân hai phần lận, thiếu dữ nữa rồi. Cô ra đi, cô đứng. Rồi, hai cô này theo cô này. Hai người. Cho cô già. Go, let's go. Rồi, có tiếng Anh để chồng nữa. Tiếng hát vì người nghèo. Cười lên ạ, chúng ta cười vui lên ạ. Ngoại đợi. Ai không hát nữa.
biết nhiêu. Rồi đi lại đi. Hai phần thì lên đây đứng. Rồi cô lo từ trong đâu một gì đó. Rồi té, cái té vào đi rồi. Cười lên nè. Đợi. Đây của chị, đây em bé của chị. Mười năm tôi xin thuyết phục một tình tình vì người nghèo đổi chi rằng tôi chưa giúp anh chiến thắng áo bão. Nghe thấy đâu, ngoài sân nghe thấy đâu. Đi theo anh nấu đỏ, đi của anh nấu đỏ đó, tôi chịu. Rồi đi ra, vui quá. Ba phần phải không? Rồi từ, chuẩn bị. Chị đứng đây nha, chị nãy kêu chị đi, chị hãy đi nha. Ba gạo đó. Rồi. Nghe con có hai phần, ba phần ngưng. Hai phần lên, bước lên. Rồi đi. Còn tiếp, hai phần tiếp thì phải biết. Ok, tiếp, rồi. Đi luôn, rồi đi ăn luôn, rồi chạy luôn. Rồi, đi tuyệt vời. Rồi. Một dịp vỗ bên cổ. Ok. Như báo thuộc kê. Rồi, bỏ cả đổi quá. Ôi trời, mạnh quá. Giờ mệt, giờ phải dừng, vui là đặt chân thế ạ. Rồi giờ sao, khá cố khá từ từ. Sao đây, con mình phải bên đây phải không? Con nắm đây, đúng rồi, từ từ. Hai xíu lên đây, rồi, bụng. Có bông này nè, áo xanh. Khi mang bụng, áo xanh. Được, được. Nghe nhạc kích là cho tao. Hai lên đây, có ba đi. Đi theo em bé này nè, đi theo, rồi. Nghe nhạc uống đi lên. Đúng rồi, chị Minh. Rồi, bình đi đây. Hai phần, rồi đi. Vui lắm à. Rồi, cho hai phần quà. Ô, tuyệt vời, tuyệt vời. Đi theo tiểu sách. Đi theo tiểu sách, cảm ơn. Rồi, quà đi theo gạo nha. Rồi quà phải lấy gạo. Quà nhìn qua gạo đi. Đi theo. Đi, về đi. Đó, khăn anh đợi. Khăn từ bước kẹp bước. Đây. Hai phiếu nữa, tiếp luôn. Rồi, đi theo cô Mai, đi theo chị Áo Hoa, áo bông. Áo xanh luôn, đẹp quá, áo xanh. Rồi, áo đen đi theo cái anh này. Rồi, chị áo bông nữa. Chị mấy phiếu, chị mấy phiếu. Hai người cho hai người gạo này đi chung. Đi theo con cưng à. Okay, mời thành viên dưới này đi đây nè. Rồi sẽ chạy cùng với cha. Xin mời tiếp tục, xin mời thành viên chúng ta ra đây cổ vũ cho một người chơi. Thank you.
Chị ơi,
ra chấm cái. Rồi chuẩn bị. Cười chi. Hôm nay gặp nhau ngày nào như nhau qua trăm phút giây niềm hăng say còn chưa phai đường chưa sông núi hẹn mãi ta xung bay gặp nhau ngay rồi chia tay ngày mà như đã vụt qua trăm phút giây niềm hăng say còn chưa phai đường chưa sông núi hẹn sau đây là sự khi thành cảm ơn quý sư thì ở đây chúng tôi xin phép con ra về thư sư con có chăng là có đi xe hết viên nãy không hay là đi bộ rồi các thành viên chúng ta cũng nhắn nhẹ ra xếp hàng những động cơ đó ai đi thì chúng ta cứ lên xe nha. Xin cảm ơn sư.